Chào các con, hôm nay mình sang bài số 6 là tính theo phương trình hóa học. Thì đối với một cái quá trình sản xuất á, nếu mình muốn tính lượng các chất tham gia hoặc là sản phẩm á, thì mình sẽ dựa vào đâu? Thì mình sẽ có thể dựa vào cái phương trình hóa học. Mình chỉ cần biết khối lượng của một chất trong cái phương trình đó thì mình sẽ tính được khối lượng của những cái chất còn lại theo cái phương trình ha, rất là hay luôn. Ví dụ như mình có phương trình này, Fe cộng 2HCl tạo ra FeCl2 cộng H2. Thì cái phương trình này người ta đã cân bằng sẵn. Thì ví dụ như đề cho mình nó là 1,5 mol H2 thì cần bao nhiêu mol Fe? Đó, đề cho mình hỏi vậy. Vậy ở đây mấy con có số mol H2 rồi nè. Mấy con sẽ thế vào cái phương trình, mấy con tìm số mol Fe bằng cái cách nào? Thì mấy con sẽ dựa vào cái tỷ lệ. Tỷ lệ là gì? Ví dụ như hôm trước mình học á, thì mình biết ở đây là 1 Fe 2HCl, 1 FeCl2 và ở đây là 1H2, tức là tỷ lệ là những cái hệ số á con, ở đây không có là số 1, 1, 2, 1, 1. Tức là tỷ lệ là gì? Nó ngắn gọn lại là 1 Fe là tạo ra 1H2. Đó. Mà cái số 1 này là cũng chính là tỷ lệ số mol luôn, tức là 1 mol Fe thì thu được 1 mol H2. Vậy nếu đề cho mình 1,5 mol H2 thì Fe là bao nhiêu? Thì mình tính được không? À, như vậy mình sẽ tính được bằng quy tắc tam suất. Ha mấy con ha. Vậy mình nhắc lại nè, 1 mol Fe thì thu được 1 mol H2. Vậy đề cho mình 1,5 mol H2 là đề cho. Vậy thì mình cần bao nhiêu mol Fe? Thì mình sẽ có tỷ lệ ở trên này 1 thì ra 1, vậy dưới này 1,5 thì cũng là 1,5. Thì cái số 1,5 này nè mình sẽ tìm được bằng cách là mình lấy 1,5 này nhân chéo với số 1 này và chia cho số 1 này, gọi là quy tắc tam suất, thì ra được ở đây là 1,5 mol Fe ha. Đó, vậy là mình dựa vô cái phương trình, cái tỷ lệ cân bằng, hệ số cân bằng, mình sẽ tìm được số mol của chất, các chất còn lại dựa vào một số mol đã biết, một duy nhất một cái thôi. Ví dụ như để ở đây đề chỉ cần cho mình là 1,5 mol H2 thôi, một chất một thôi, là mình sẽ tính được những chất còn lại hết luôn, vì nó có tỷ lệ mà, được chưa? Thì đó là cái hay của cái phương trình hóa học, là mình có thể dựa vào đó mình tính ha. Rồi nếu như mình không có tính mà chất tham gia mà mình tính sản phẩm thì làm sao? Thì các con sẽ xem tiếp nè. Các con sẽ thấy trong cái phần số 2 là mình tính chất sinh ra. Ví dụ như ở đây mình có cái phương trình là Zn cộng 2HCl, cũng là phương trình tương tự ha, ra ZnCl2 cộng H2, tỷ lệ là 1,2,1,1, đúng chưa? Thì người ta kêu mình đó là nếu như mình biết là Zn là có là khối lượng là 0,65 g, vậy thì mình có tính được khối lượng của ZnCl2 tạo thành không? Đó. Vậy mình biết được khối lượng của một cái chất trong cái phương trình này, thì có phải là mấy con sẽ từ cái khối lượng mà mấy con sẽ đổi ra số mol thì mấy con mới đưa vô đây được ha. Thì mấy con đầu tiên mấy con phải đi đổi cái này ra số mol nè. Đó. Đổi thì mình có M nhỏ là 0,65 g, thì mình tìm số mol bằng cách là mình lấy M nhỏ chia M lớn, được chưa? Thì mình ra được 0,01 mol là của Zn, được chưa? Rồi, như vậy nhìn vào phương trình mình thấy cứ 1 Zn là tạo ra 1 ZnCl2, đúng không con? Vậy thì 0,01 mol Zn thì tạo ra bao nhiêu? Đó, thì nó có tỷ lệ nữa. Vậy chúng ta sẽ dựa vào cái tỷ lệ này chúng ta làm ha. Tức là 1 mol Zn thì tạo ra 1 mol ZnCl2. Vậy 0,01 mol Zn, và cái này là đề cho nha con, thì tạo ra bên đây cũng 0,01 luôn, đúng không con? Đó, như vậy là mình tìm được số mol của sản phẩm là ZnCl2. Vậy người ta kêu mình tính khối lượng mà mình biết số mol rồi nè. Vậy mình tính khối lượng thì mình áp dụng công thức là gì đấy? M nhỏ bằng gì con? M nhỏ bằng số mol nhân M lớn. Vậy chúng ta sẽ ra được là M nhỏ của ZnCl2. Đó. Vậy có nghĩa là người ta cho mình cái gì mình đều phải đổi về số mol, rồi mình mới thế được vô cái phương trình mình tìm số mol mình của cái chất mà mình đang đi tính, chất mà mình người ta hỏi mình á, thì tất cả đều phải chuyển về số mol hết ha. Chúng ta muốn tính khối lượng, chúng ta muốn tính thể tích, chúng ta tính cái gì chúng ta đều phải chuyển về số mol hết nha mấy con, thì mình thế vô phương trình được.
Và cô sẽ hướng dẫn mình làm cái bài tập này ha, để cho chúng ta áp dụng cho quen cái dạng này ha. Thì cô sẽ hướng dẫn con làm cái bài tập số 2. Rồi bài tập số 2 là khi cho mg tác dụng H24 loãng thì xảy ra phản ứng này. Thì người ta cho mình là sao phản ứng mình thu được nhiêu đây mol mg rho 4. Vậy tính thể tích H2 thu được ở điều kiện chuẩn nè. Vậy ở đây người ta cho mình cái sơ đồ, cái phương trình sẵn luôn nữa. Thì mình nhìn thấy là cái phương trình này dễ cái là cái gì? Mg rho 4 H2 nó đã cân bằng rồi. Và một cái nữa là tỷ lệ 1 1 1 1 ha, 1 1 1 1, cho nên là cứ một bên này tạo ra một bên này, một bên này tạo ra một bên này, rất là dễ làm nha. Đó. Vậy ở đây người ta cho mình là số mol của mg rho 4 là 0.02 mol đó. Vậy mình có phải mình thế vô đây không, mà mình đang tính cái gì, tính gì, tính H2 đúng không? À, tính H2 à, tỷ lệ 1:1 mà. Vậy thì chúng ta sẽ tính được là số mol của H2. Nghe ra mấy con muốn tính thể tích đó, thì mấy con cũng phải tính số mol. Đầu tiên là mình tính số mol của H2, rồi sau đó mình sẽ chuyển về cái thể tích nha. Rồi, ví dụ như bài này đi, thì chúng ta sẽ làm sao? Cái phương trình này mình nhìn vô phương trình mình thấy nè, có phải là một bên này là cũng là một bên này không? Tỷ lệ là 1:1. Vậy chúng ta viết lại cái phương trình nè. À, chúng ta viết lại cái phương trình ha. Rồi chúng ta thấy giờ chúng ta làm có cái phương trình là làm rất dễ ha. Tỷ lệ 1:1:1 hết. Vậy ở đây chúng ta có gì? Số mol của mg rho 4 là 0.02. Vậy chúng ta nhìn là mg rho 4 ở đây phải không? Chúng ta viết ở dưới luôn ha. Viết ngay dưới nó là 0.02 mol luôn. Mol. Đó. Như vậy ở đây nè, ở đây là số 1 đúng không con? Đây số 1, ở đây số 1 đúng không con? Mình khỏi ghi ra cũng được nữa, mình làm quen mình khỏi ghi ha. À, mình làm quen mình khỏi ghi. Vậy ở đây mình có nè, một mol này ứng với một mol này, vậy 0.02 mol này sẽ ứng với 0.02 mol này, đúng không? Vậy số mol H2 là 0.02. Vậy mình tìm thể tích được không? Thì thể tích H2 mình sẽ có công thức là V bằng N nhân cho 24.79 đúng không? Rồi chúng ta thấy số mol vô đây là 0.02 nhân 24.79. Rồi chúng ta ra đáp án là bao nhiêu lít, được chưa? Bao nhiêu lít đó. Đó. Đây ra đáp án là bao nhiêu lít thì mấy con bấm máy tính ra thì chúng ta tìm được thể tích của ai đây? Của H2 ở điều kiện chuẩn, được chưa? Tiếp theo là mình sang cái phần hiệu suất phản ứng. Hiệu suất phản ứng là gì? Trong thực tế sử dụng rất là nhiều. Mình lấy một cái ví dụ cho dễ hiểu ha. Ví dụ như ở đây mình có là C cộng với O2 ra CO2 với tỷ lệ là 1:1:1 đúng không? Thì tức là cứ là 1 mol C thì tạo ra 1 mol CO2, hoặc là 1 mol O2 tạo ra 1 mol CO2. Vậy nếu như người ta cho mình 1 mol C mà ra đúng 1 mol CO2 theo đúng phương trình thì là hiệu suất 100%. Hả? Tức là theo đúng cái phương trình này luôn, tỷ lệ là 1:1 là hiệu suất là 100%. Nhưng mà nếu như mà mình sử dụng ví dụ như 2 mol C mà ra được có 1 mol CO2 thôi, tức là nó ra được có phần nửa thôi đó. 2 mol C thì phải ra 2 mol CO2 mới đúng, đúng không? Nhưng mà nó ra được có phần nửa thôi thì là hiệu suất có 50%, mà hiệu suất có phần nửa thôi đó. Như vậy nhìn vào cái hiệu suất mình sẽ biết cái phản ứng đó là nó xảy ra cái hiệu là như thế nào, tức là nó cái kết quả nó ra được nhiều hay ít đó mình sẽ tính toán được. Và trong thực tế là người ta sử dụng cái hiệu suất này rất là nhiều để người ta tính toán cái lượng mà các chất phản ứng cần để dùng để điều chế ra một cái chất nào đó thì cần dùng bao nhiêu, trừ hao cái gì đó. À, thì ví dụ như hiệu suất 80% thì trừ hao 20% đi, hay là hiệu suất 90% thì trừ hao 10% đi, để mình lấy dư ra để cho nó hiệu nó tạo ra được cái lượng sản phẩm theo mong muốn của mình vậy đó. Thì đó là cái ý nghĩa của cái hiệu suất ha. Rồi để tính hiệu suất thì mình sẽ có công thức như thế nào, chúng ta qua phần tiếp theo. Để mà tính được hiệu suất phản ứng thì chúng ta phải hiểu như nè, nếu như cái phản ứng mà từ cái chất phản ứng ra cái sản phẩm ha, mà cái hiệu suất nó nhỏ hơn 100%, ví dụ như hiệu suất nó có 90 thôi thì cái lượng sản phẩm mình thu được nó sẽ ít hơn ha, ít hơn so với cái tính toán của mình. Nhưng mà nếu mà hiệu suất nhỏ hơn 100% thì
con sẽ dùng cái chất phản ứng nó dư ra để cho cái sản phẩm nó đảm bảo theo cái lượng mà mình cần ha. Thì cái chất phản ứng là nó phải nhiều hơn cái lượng mà mình dùng thực tế á, mình phải dùng dư ra. Ví dụ hiệu suất có 90% mà thì mình mới dùng dư ra mới được ha, dùng dư ra nhiều hơn cái lượng mà mình cần dùng theo cái phương trình này nè. Đó là mình phải tính toán sao đó, thì là mình phải áp dụng để tính hiệu suất phản ứng. Thì để tính hiệu suất phản ứng thì chúng ta qua cái phần số 2. Tính hiệu suất phản ứng này thì mình sẽ có cái lượng như lý thuyết ha. Lý thuyết là mình đặt lại m gam ha, một chất sản phẩm là mình tính theo sản phẩm đó. Lý thuyết là m gam, còn thực tế là thu được là mình đặt lại m phẩy gam. Và mình biết là lý thuyết với thực tế cái nào lớn hơn, thực tế với lý thuyết cái nào lớn hơn. Thì cái sản phẩm á là mình sẽ thu theo là thực tế, thực tế nó sẽ nhỏ hơn là trong lý thuyết ha, tại vì hiệu suất nó chưa được 100%. Ví dụ như mình tính là mình thu được 10 mol nhưng thực tế mình thu được có 9 mol, 8 mol thôi. Vậy thì cái lượng mà thực tế nó sẽ nhỏ hơn cái lượng lý thuyết đó, mình tính theo sản phẩm, được chưa? Vậy thì cái nào nhỏ thì mình để trên, cái nào lớn thì mình để dưới, thì mình ra được cái hiệu suất. Ví dụ như cái thực tế mình thu được là 8 gram rồi lý thuyết là 10 gram, thì mình để 8 chia 10 nhân 100 thì mình ra được hiệu suất. Hiệu suất ký hiệu là H nha. Mình lấy cái lượng là nhỏ chia cái lượng lớn, có lượng chất nhỏ chia có lượng chất lớn, sản phẩm đó nha, mình tính theo sản phẩm đó, thì mình sẽ ra được cái hiệu suất của phản ứng đó là bao nhiêu ha. Ngoài ra mình không tính theo khối lượng, mình tính theo số mol cũng được ha, nhưng mà phải tính trên cùng một chất nha. Ví dụ như chất đó là C thì mình sẽ tính lượng C lý thuyết rồi C thực tế. Lý thuyết là tính theo cái phương trình thôi, còn thực tế là mình thu được bao nhiêu nữa thì nó sẽ nhỏ hơn là lý thuyết vậy đó. Thì mình sẽ lấy số mol của cái số mol nhỏ chia số mol lớn nhân 100 ha. Nhỏ nó sẽ là cái lượng thực tế, còn lớn là lượng lý thuyết. Lý thuyết là mình tính toán thôi, nhưng thực tế mình thu được đâu có tới đó ha. Thì ví dụ mình xét cái ví dụ nè, nó có số thì mình dễ hình dung hơn. Mình có 8 gram Fe2O3, ví dụ như H2 dư, để cho nó H2 dư luôn, thu được 4,2 gram là Fe đó. Vậy là 8 gram này, 8 gram Fe2O3 thì người ta nói là thu được là 4,2 gram Fe. Cái đó là cái lượng mà thực tế thu được nha, người ta thu được như vậy. Nhưng mà cái lý thuyết mình chưa tính 8 gram này thu được bao nhiêu Fe thì mình chưa tính theo cái phương trình đó. Khi mà con thế cái 8 gram này vô con tính Fe thì là con đang tính theo cái phương trình thôi. Mà theo cái phương trình đó là trên tờ giấy mình đang tính theo lý thuyết ha, chứ không phải là thực tế. Thực tế là 4,2 gram là mình thu được cái lượng này là lượng thực tế nè, còn cái lý thuyết mình chưa có tính. Mà ở đây người ta cho gram thì con phải đổi qua mol thì con mới thế vô đây được, đúng không? Con đổi qua mol thế vô, con đổi ra thì con có là m nhỏ chia m lớn thì con ra 0,05 mol thế vô đây, 0,05 mol thì con sẽ tính được ở đây là nhân 2 chia 1, đúng không? 0,05 nhân 2 chia 1 thì con ra được là con sẽ tính tham suất á, một mol này thu được hai mol này, một mol này thu được hai mol này nè, đúng không? Vậy thì ở đây đề cho 0,05 mol thì thu được bao nhiêu, thì con sẽ nhân 2 chia 1 ra được 0,1 mol, nhân chéo nè con, nhân chéo chia ngang nè, thì ra được 0,1 mol Fe. Mà 0,1 mol Fe thì là khối lượng bao nhiêu, thì mình đi tính khối lượng, mình đổi ra khối lượng là 0,56 gram, đúng không con? 0,6 gram là cái lượng này là mình tính theo lý thuyết. Nãy giờ mình đang tính theo lý thuyết, mình tính theo phương trình thôi, nhưng thực tế thu được có 4,2 gram. Vậy cái lượng thực tế nó nhỏ hơn cái lượng lý thuyết, đúng không? Vậy thì mình muốn tính hiệu suất thì mình lấy cái lượng gì? Lượng nhỏ chia lượng lớn nhân chấm, ra 75%, được chưa? Nhớ lấy cái nhỏ chia cái lớn nhân trăm, ra 75% ha. Rồi, tất nhiên là mình cũng tính theo số mol được nữa nha. Ví dụ như số mol Fe là tính theo phương trình đó là 0,1 mol, đúng không? Vậy thì 4,2 gram này nè là bao nhiêu mol thì mình cũng tính được, đúng không? Mình đổi ra số mol thì là nó bằng là 0,075 mol. Như vậy là cái lượng 0,075 mol này nè là thực tế, còn cái lượng lý thuyết là 0,1. Vậy mình lấy cái nhỏ chia cái lớn, 0,075 chia cho 0,1 nhân trăm thì ra 75% nữa. Con thấy là tính theo số mol với lại theo khối lượng là kết quả bằng nhau, kết quả như nhau. Vậy thì mình tính theo gì đây? Khối lượng hay là số mol đều được ha. Cho nên là mình sẽ có công thức nè.
H là hiệu suất, là lấy lượng gì, lượng nhỏ chia lượng lớn nhân trăm. Rồi tính theo số mol thì lấy gì, số mol của thực tế chia lý thuyết nhân trăm ha, thì chúng ta đều ra kết quả giống nhau.